bí mật ít người nói tới. Trí tuệ luôn lưu xuất từ sự tĩnh lặng. Chính vì biết điều này, nên khi bạn có một vấn đề nào đó khó và cố gắng giải quyết nhưng vẫn chưa làm được và có vẻ như đã gặp bế tắc, thì đó cũng chính là lúc bạn tạm ngừng để tâm trí mình vào vấn đề ấy. Bạn hãy nghỉ ngơi hoàn toàn, thả lỏng tâm trí và đi sâu vào sự tĩnh lặng bên trong bạn. Trong sự tĩnh lặng nghỉ ngơi ấy, trí tuệ bên trong bạn sẽ vận hành và cho bạn cách hiệu quả nhất để giải quyết những vấn đề của bạn. Bạn thử nhìn lại những phát minh của nhân loại đi, có phải cũng tương tự như điều này không? Giây phút những phát minh được xuất hiện cũng chính là giây phút người phát minh trong trạng thái buông thư, nghỉ ngơi. Và đó chính là bí mật ít người nói tới. Vì chính trong sự tĩnh lặng, buông thư, nghỉ ngơi hoàn toàn của tâm trí thì trí tuệ lại vận hành. Trí tuệ vận hành trên nền tảng vắng mặt của tâm trí. Trên nền tảng vắng mặt của tâm trí này tôi tạm gọi là vô trí. Suy tư luôn vận hành trên nền tảng của tâm trí. Tâm trí thì luôn giới hạn, còn vô trí thì vô hạn. Bạn muốn xài trí tuệ hữu hạn do tâm trí đem lại hay xài trí tuệ vô hạn do vô trí phát khởi, đó là tùy bạn. Nhưng khi trí tuệ của tâm trí bế tắc thì đó cũng là lúc để cho trí tuệ của vô trí lưu xuất và vấn đề của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trong tĩnh lặng, bạn thật bình yên. Trạng thái vô trí ấy là thiền. Từ giới hạn bạn tới vô hạn, mọi chuyện giải quyết thuận theo duyên.